Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, giữa lúc Vương quốc Anh đang trao đảo vì biến thể Omicron thì mới đây, một bức ảnh tụ tập tiệc tùng giữa được phong tỏa có sự xuất hiện của Thủ tướng Johnson vừa được hé lộ. Vị tổng thống này đã hứng chịu một số bê bối trong hơn 2 năm qua, nhưng cáo buộc phố Downing mở tiệc sửa lệnh phong tỏa có lẽ là nghiêm trọng nhất. Guardian đăng tải bức ảnh Thủ tướng Boris Johnson cùng vợ và 17 nhân viên khác tụ tập trong khu vườn ở dinh Thủ tướng vào thời điểm anh đang phong tỏa hồi tháng 5 năm 2020 trong tấm ảnh mà Guardian công bố, Thủ tướng Anh Boris Johnson và vợ Carrie Johnson, người ôm đứa con sơ sinh của họ, ngồi quanh chiếc bàn có rượu vang cùng với hai người khác. Nhiều nhân viên khác cũng có mặt tại khu vườn, tất cả đều không giữ khoảng cách mà tụ tập lại thành nhóm trên khu viện bãi cỏ. Bức ảnh được chia sẻ rộng rãi sau khi văn phòng Thủ tướng Anh phủ nhận rằng ngày 15 tháng 5 năm 2020 đã diễn ra một sự kiện bên trong và bên ngoài tòa nhà. Trước đó, Guardian trích dẫn nguồn tin cho biết ông Johnson đã có mặt trong buổi tụ tập của phố Downing. Nguồn tin cho biết Thủ tướng đã dành khoảng 15 phút với các nhân viên nói với một phụ tá rằng họ xứng đáng được uống rượu vì đã đánh lùi virus corona. Người trong cuộc cho biết khoảng 20 nhân viên đã uống rượu và ăn pizza sau cuộc họp báo ngày hôm đó. Một số ở bên trong văn phòng số 10 phố Downing, văn phòng Thủ tướng Anh và một số khác ra vườn. Họ cáo buộc có nhân viên uống rượu tới tận tối và mô tả sự kiện này có cảm giác ăn mừng do nới lỏng hạn chế ban đầu và thời tiết đẹp ở London. Đáp lại người phát ngôn của ông Johnson cho biết, các nhân viên làm việc trong vườn vào buổi chiều và buổi tối. Vào ngày 15 tháng 5 năm 2020, Thủ tướng đã tổ chức một loạt cuộc họp trong suốt buổi chiều, bao gồm cả cuộc họp ngắn với Bộ trưởng Y tế và nhóm của ông trong khu vườn sau cuộc họp báo, tuyên bố nêu Thủ tướng đã đến tự dinh ngay sau 19 giờ. Bức ảnh được đăng tải vào thời điểm Thủ tướng Johnson đang vướng phải hàng loạt bê bối trong những tuần gần đây vì chuyện các quan chức và nhân viên của ông vi phạm quy định cách ly trong thời gian phong tỏa. Những thông tin này khiến cử trị thất vọng vì chính phủ yêu cầu họ hy sinh kỳ nghỉ Giáng sinh năm ngoái và năm nay có thể tiếp tục phải từ bỏ kế hoạch Giáng sinh và năm mới khi biến chủng Omicron đang lây làng nhanh. Theo Guardian, thông tin bức ảnh được chụp vào tháng 5 năm 2020, không lâu sau khi ông Johnson được ra viện sau nhiều ngày phải nằm trong phòng chăm sóc tích cực vì mắc COVID-19. Vào ngày đó, Bộ trưởng Y tế Matt Hancock thời điểm đó đã tổ chức họp báo để thúc giục người dân tuân thủ quy tắc và không tranh thủ thời tiết đẹp vào cuối năm để tập trung đông người. Và cũng vào thời điểm đó, giới chức Anh chỉ cho phép hai người từ các hộ gia đình khác nhau gặp mặt ngoài trời và giữ khoảng cách 2 mét khi gặp. Tại nơi làm việc, các cuộc họp chỉ diễn ra nếu thực sự cần thiết trường học, nhà hàng và quán rượu buộc phải đóng cửa. Bức ảnh cho thấy ông và phu nhân Carrie, người có vẻ đang bế em bé sơ sinh và hai người khác đứng cạnh chiếc bàn trên sân thượng để thưởng thức rượu và phô mai. Gần đó là một chiếc bàn khác có bốn người và cách đó không xa là một nhóm đông hơn đang đứng xung quanh chiếc bàn đặt nhiều chai rượu. Guardian nhận định nhìn từ góc độ của bức ảnh mới, văn phòng thủ tướng nói rằng để nhân viên uống rượu nơi làm việc là không trái với quy định thời điểm đó. Như chúng tôi đã nói với tuần trước, các họp báo thường diễn ra tại khu vườn trên phố Đô Ninh vào những tháng hè. Đúng dịp này, các nhân viên đã họp sau khi có cuộc họp báo. Phát ngôn viên văn phòng thủ tướng nói sau khi bức ảnh được công bố hôm ngày 19 tháng 12. Số 10 phố Đô Ninh là nhà của thủ tướng cũng như là nơi làm việc của ông ấy. Vợ của thủ tướng sống ở số 10. Do đó, bà cũng sử dụng hợp pháp khu vườn, tuyên bố nói thêm. Thủ tướng Johnson vừa phải đối mặt với một loạt cáo buộc về việc tiệc tùng và tụ tập xã hội ở số 10 phố Downing, trong khi Anh áp dụng các hạn chế phòng dịch. Angela Rayner, phó lãnh đạo đảng lao động đối lập, mô tả bức ảnh mới là một cái tác vào mặt công chúng Anh, nói thêm rằng thủ tướng không quan tâm đến những quy tắc chính ông đặt ra. The Guardian nói rằng họ được nhận bức ảnh này sau khi văn phòng của ông Johnson phủ nhận một sự kiện xã hội đã diễn ra. Mới đây, nước Anh ghi nhận 12.133 ca nhiễm biến thể Omicron, mức cao nhất theo ngày kể từ khi biến thể này xuất hiện tại đây. Tổng số ca nhiễm biến thể Omicron tại Anh hiện là 37.101 ca. Trong một thông báo, Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh, UKHSA thông báo, đã ghi nhận 82.886 ca mắc mới COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, thấp hơn so với mức 90.418 ca của ngày trước đó nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 11.361.387 ca. Trước đó, Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid cảnh báo biến thể Omicron đang lây lan với tốc độ rất nhanh, thậm chí số ca mắc trên thực tế có thể cao hơn bởi nhiều người không làm xét nghiệm biến thể này. Thống kê chính thức cho thấy hơn 89% dân số từ 12 tuổi trở lên tại Anh đã tiêm một mũi vaccine, trong khi tỷ lệ tiêm đủ liều là 81% hơn 48% dân số nước này đã tiêm mũi tăng cường. Trong khi đó, Bộ Y tế Ireland thông báo đã ghi nhận 5.124 ca mắc mới, hơn 50% trong số này là ca nhiễm biến thể Omicron. Ông Tony Holohan, một quan chức y tế nhận định, việc biến thể Omicron chỉ mất chưa đầy 2 tuần để trở thành biến thể chủ đạo tại Ireland đã cho thấy tốc độ lây nhiễm của biến thể này. Ông Holohan cũng kêu gọi người dân đủ điều kiện đi tiêm mũi tăng cường sớm nhất có thể đồng thời nhấn mạnh mọi biện pháp hiện nay là rất quan trọng trong việc ngăn chặn làn sóng dịch để có thể giảm số ca tử vong và nguy cơ đối với những đối tượng dễ bị tổn thương. Kể từ ngày 19 tháng 12, Ireland đã bắt đầu triển khai tiêm mũi tăng cường cho những người ở độ tuổi từ 40 đến 49 tuổi, sớm hơn so với kế hoạch trước đó. Quyết định này là nhằm tránh nguy cơ dịch bùng phát mạnh hơn trước thêm nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới. Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Travis cho biết, Chúng tôi đang đánh giá tình hình, nó thay đổi rất nhanh, không có gì chắc chắn trong đại dịch này. Chúng tôi phải xem xét mọi phương án vào thời điểm hiện tại. Bộ trưởng Travis cho biết, chính phủ Anh đang xem xét dữ liệu cập nhật từng giờ và tham vấn các cố vấn khoa học. Thêm rằng, còn nhiều điều chưa biết về Omicron, nhưng chờ đợi dữ liệu rõ ràng có thể khiến giới chức không kịp phản ứng với tình trạng dịch bệnh. Thị trưởng London hôm 18 tháng 12 đã ban bố tình trạng sự cố nghiêm trọng để hỗ trợ hệ thống y tế thành phố. Hơn 100 nghị sĩ thuộc đảng bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson đã bỏ phiếu phản đối những biện pháp ứng phó mới của chính phủ hồi đầu tuần trước. Trong bối cảnh Johnson đang đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ khi lên nắm chính quyền vì hàng loạt bê bối trong đại dịch. Anh hôm qua báo cáo thêm 12.000 ca Omicron, nâng tổng số ca nhiễm lên 37.101 ca. Bộ trưởng Travis cảnh báo số ca nhiễm Omicron thực tế có thể cao hơn nhiều, nhận định 60% ca nhiễm mới hiện nay tại Anh là do biến chủng này. Ít nhất 12 người đã chết vì biến chủng này tính đến ngày 18 tháng 12. Số ca nhiễm mới được ghi nhận tại Anh trong ngày 19 tháng 12 là 82.886 ca. Trung bình ca nhiễm mới hàng ngày cũng tăng lên 52% so với một tuần trước đó. Hà Lan đã trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên thông báo áp đặt trở lại lệnh phong tỏa toàn quốc để đối phó với biến chủng Omicron. Giới chức Hà Lan đã ra chỉ thị đóng cửa toàn bộ cơ sở kinh doanh không thiết yếu, các địa điểm văn hóa, các trung tâm thể thao bắt đầu từ ngày 19 tháng 12 cho đến giữa tháng 1 năm sau. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết, Hà Lan khó tránh khỏi làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ năm khi xuất hiện biến chủng có khả năng lây lan cao như Omicron. Chúng ta phải hành động ngay để ngăn kịch bản tồi tệ nhất. Nếu không triển khai các biện pháp hạn chế, chúng ta có thể đối mặt với một tình hình không thể kiểm soát được ngay đầu tháng 1, thủ tướng Rutte nói. Giới nghiên cứu toàn cầu đang chạy đua để giải mã liệu Omicron có độc lực cao hơn hay thấp hơn so với các biến chủng trước đó của SARS-CoV-2. Trong lúc đó, nhiều quốc gia châu Âu khác cũng hành động khẩn cấp để ngăn làn sóng Omicron. Áo đã ban bố lệnh hạn chế nhập cảnh nghiêm ngặt với những người chưa tiêm vaccine mũi tăng cường. Tại Đan Mạch, một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Âu chứng kiến số ca COVID-19 tăng nhanh do Omicron, các rạp chiếu phim, nhà hát, công viên đã buộc phải đóng cửa Đức vào cuối ngày 18 tháng 12 thông báo sẽ bổ sung Anh vào nhóm các nước có nguy cơ cao với COVID-19. Tại đó, những người nhập cảnh từ Anh sẽ phải cách ly 2 tuần, kể cả đã tiêm chủng. Những gì xảy ra ở Anh, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Omicron ở khu vực, khiến các nước châu Âu lo ngại một kịch bản tương tự. Các cố vấn của chính phủ Anh cho rằng, số ca nhiễm Omicron báo cáo hiện tại ở nước này có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Con số lây nhiễm thực tế có thể lên đến hàng chục nghìn ca mỗi ngày. Bộ trưởng Travis cho biết, chính phủ Anh tin rằng khoảng 60% số ca COVID-19 mới ở Anh là ca nhiễm Omicron. Trong hai ngày cuối tuần, Anh đều ghi nhận kỷ lục hơn 90.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Mặc dù người phát ngôn của Tổng thống đã lên tiếng về vấn đề này, tuy nhiên bức ảnh của ông Boris Johnson vẫn khiến người dân thất vọng vì thời điểm đó, chính phủ nước này đã ra lệnh phong tỏa và yêu cầu họ hy sinh kỳ nghỉ Giáng sinh. Những thông tin về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam và các quốc gia trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.